Chào Leo, hôm nay muốn làm gì đó vui không? Hôm nay Leo sẽ lắp ráp gì? Có nhiều mảnh ghép khác nhau quá. Gương. Đèn. Tay cầm. Tay lái. Lắp lại hết nào, Leo. Như thế này. Cùng ráp ghế ngồi vào phần thân xanh. Và tay lái gắn với phần mặt trước. Giờ đến bánh xe. Trước và sau, chúng ta đang lắp xe máy. Nhìn đỉnh đấy. Ồ, Leo, một tay cầm bị mất rồi. Cậu tìm được không? Đầu tiên, tìm dưới cầu trượt nào. Không, chẳng có gì. Còn ở đây? Không có gì. Hai chóp giao thông. Chắc tay cầm nằm bên dưới. Không. Nhìn, Lifty tới kìa. Xe nâng hàng nhỏ. Chào Lifty. Cậu có thấy cái tay cầm không? Kia kìa, cảm ơn cậu. Leo, bỏ vào thùng xe cậu đi. Với cả lấy cái thùng. Cảm ơn Lifty. Giờ ráp tất cả lại với nhau. Xe máy đã hoàn tất. Tay lái xoay được. Thùng xe cũng mở. Tuyệt. Xem nó nhanh thế nào kìa. Nó có thể vòng qua chướng ngại vật. Quá tuyệt. Leo, cậu lắp được chiếc xe siêu xịn. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình. Thành phần xe đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đòi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe. Đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo.
có một chiếc xe xanh đang rửa ở chỗ rửa xe. Đó là Max. Và đây là hội robot. Các bạn ấy đang nhờ Scoop đào hố ở sân chơi. Lý do là gì vậy nhỉ? Haha, các cậu ấy nghĩ có kho báu chôn dưới này sao? Hay ở đây? Hoặc là đây? Ngay đây này! Bạn robot đỏ nói. Liệu cậu ấy nói đúng chứ? Để xem nào! Một chút nữa thôi! À! Nước! Nước phun dữ dội! Ôi! Không phải kho báu rồi! Gầu đào đất của Scoop vô tình làm vỡ ống nước. Nước rửa xe cũng cạn kiệt nốt. Max còn chưa tắm xong. Leo, cậu giúp bọn tớ nhé. Tụi mình phải ráp một loại xe để lắp lại ống nước mới. Nhưng trước tiên, phải tắt nước đã. Cái tay vặn đây. Vặn đi, robot. Scoop, cậu đào sâu hơn nữa để tụi mình dễ lấy ống nước ra nhé. Leo, các bộ phận xe cần trục đặt ống nước đây sao? Khung gầm xe. Bánh xích. Buồng lái. Ghế ngồi điều khiển. Cần điều khiển. Cửa xe. Đèn xe. Cần cẩu. Móc để gắp ống nước. Hoàn mỹ! Xe cần trục đặt ống nước hoàn tất rồi. Xem kìa, nó đang lấy ống nước vỡ ra. Ôi, một cái lỗ to đùng. Giờ mình phải tìm loại ống nước tương tự mà chưa bị vỡ. Ống nước này được chứ? Không. Hãy cái này. Cũng không phải. Đây mới là loại ống nước mình cần. Xe cần trục lắp ống nước vào đúng vị trí. Hoan hô, thành công rồi. Mình phải mở nước thử để xem nước có chảy ra được không đã.
nước không còn rò rỉ ra mặt đất nữa. Scoop, cậu lấp hố lại đi. Tình hình chỗ rửa xe sao rồi? Giờ Max có thể tắm sạch rồi. Cảm ơn nhé, Leo. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình. Khăn phẳng xe đo cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe. Đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, xe tải nhỏ Leo. Hôm nay Leo có rất nhiều mảnh ghép. Không biết cậu ấy sẽ lắp cái gì? Đường ray. Hai vòng lộn nhào. Một đường dây khác. Trụ đỡ. Bờ dốc. Đoạn ngoặt. Và một vòng lộn nhào lớn. Đèn giao thông. Đây là đường đua. Các xe đồ chơi có thể đua ở đây. Leo, phải đi tìm xe và bộ điều khiển. Cậu giúp được không? Nhìn kia, Leo tìm ra bộ điều khiển rồi. Một, hai. Giờ ta cần tìm thêm hai chiếc xe. Xe máy xúc Scoop đang chơi với họ. Leo, Scoop, đem mấy chiếc xe này đến đường đua mới nào. Đặt xe ở vạch xuất phát. Đỏ.
vàng, xanh lá. Đi thôi. Chúng chạy nhanh quá. Lộn vòng. Nhanh nữa nào, Scoop. Lộn một vòng nữa. Leo, tiến lên. Đường đua đỉnh đó.